Chào mừng các bạn đã trở lại với Vườn Ươm Hải Đăng. Thì ngày hôm nay thì Vườn Ươm Hải Đăng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống cây đu đủ da vàng. Đu đủ vàng hiện là một trong những loại đu đủ cảnh đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đu đủ vàng là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không quá tốn công cho người trồng. Đu đủ vàng thì sinh trưởng và phát triển mạnh, khả năng chống chịu sâu bệnh cao, cho năng suất thu hoạch từ 15 đến 20 kg trên một cây. Trái khi chín thì thịt mọc vàng nghệ, có vị ngọt, thơm ngon, vỏ cứng, dễ bảo quản và vận chuyển đi ra, bình quân mỗi trái nặng 1,5 đến 2 kg. Kỹ thuật gieo trồng, bước 1, chọn hạt đất gieo trồng. Chọn những hạt giống chất lượng cao được bán tại các cơ sở uy tín với độ nảy mầm cao. Đất gieo hạt thì chúng ta chọn loại đất tơi xốp, đủ hàm lượng dinh dưỡng, thoát nước tốt, tránh bị úng dẫn đến thối hạt. Bước 2 là ngâm hạt. Ngâm hạt vào nước từ 3 đến 4 tiếng, sau đó ủ trong khăn ẩm hoặc mang ra đất ẩm tiến hành gieo hạt. Bước 3 thì tưới nước. Tưới nước đều đặn mỗi ngày để đảm bảo độ ẩm cho hạt nảy mầm tốt nhất. Sau 5 đến 7 ngày, hạt sẽ bắt đầu nảy mầm và phát triển thành cây con.